bảo tàng thế giới cà phê. Cà phê là một báu vật của đất trời, di sản của nhân loại và giải pháp của tương lai. Chủ tịch Vũ, nhà sáng lập tập đoàn Trung Nguyên Legion. Ý tưởng tạo lập tại Việt Nam một thủ phủ cà phê toàn cầu, biến nơi này thành điểm hội tụ của những người yêu và đam mê cà phê từ những ngày đầu của Chủ tịch Vũ đã được thực hiện hóa bằng bảo tàng cà phê. Trưng bày hàng nghìn hiện vật và tinh hoa văn hóa thuộc về cà phê trên toàn thế giới. Tháng 5 năm 2008, dự án thủ phủ cà phê toàn cầu chính thức được đưa vào nghị quyết phát triển cà phê bền vững trong thời kỳ mới của tỉnh Đắk Lắk. Ít người biết rằng, trước đó vài năm, trong cuộc gặp gỡ những nhân vật hàng đầu Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, lần đầu tiên Trung Nguyên đưa ra khái niệm thủ phủ cà phê toàn cầu đã gây rúng động, đồng thời cũng tạo nên sự nghi ngờ cho nhiều người. Trong suốt 2 năm, Trung Nguyên vẫn kiên trì quảng bá, thuyết phục các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, giới truyền thông, liên tục xúc tiến các hoạt động vận động, trại sáng tác, mời nhiều chuyên gia nổi tiếng về tư vấn kinh tế, nông nghiệp, du lịch kiến thức. Tháng 3 năm 2009, hội thảo thực hiện hóa thủ phủ toàn cầu được tổ chức tại trang trại rộng hơn 600 ha của Trung Nguyên ở huyện Madrak, với sự tham gia của lãnh đạo địa phương và các chính khách, trí thức, văn nghệ sĩ nổi tiếng đến từ nhiều quốc gia sôi nổi góp ý cho dự án nhằm biến ý tưởng thành hiện thực. Xây dựng thủ phủ cà phê toàn cầu chính là việc tạo ra thánh địa cho cà phê, nhằm quy tụ những người yêu và đam mê cà phê trên toàn thế giới. Thủ phủ cà phê toàn cầu có tính cộng đồng sinh thái bền vững, đặc trưng về cà phê, có công trình biểu tượng cho tinh thần cà phê, có hành trình khám phá cà phê qua không gian và thời gian. Người ta vẫn nghĩ rằng bảo tàng là nơi lưu giữ các hiện vật từ hiện tại đến quá khứ, là nơi lưu giữ lại dấu ấn lịch sử. Trong suy nghĩ của nhiều người, bảo tàng là nơi trưng bày, bảo quản hiện vật một cách tĩnh lặng và nhàm chán. Nhưng bảo tàng cà phê thế giới là điểm đến cho những tín đồ yêu và đam mê cà phê trên toàn cầu, là công trình biểu tượng cho Việt Nam và là nơi hội tụ lưu trữ hàng chục nghìn hiện vật của nền văn minh cà phê trên thế giới. Nên bảo tàng cà phê thế giới là một trong những bảo tàng của tương lai sống động trong cách trưng bày triển lãm, có không gian triển lãm tương tác với khách tham quan cùng với những trải nghiệm tham quan với ngũ quan nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm, là nơi thẩm thấu các giá trị đương đại và tiếp biến của đời sống, không đóng mình với những khái niệm bảo tàng theo cách tư duy cũ. Ở đây có không gian triển lãm mang tính mở, mở cho các hoạt động về tâm, thân, trí với các giá trị cốt lõi là tinh thần cà phê, mở mang tư tưởng với trí thức và tầm nhìn. Hiện vật trưng bày trong bảo tàng cà phê được sưu tầm khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là hơn 10.000 hiện vật liên quan đến cà phê qua nhiều thời kỳ lịch sử và văn hóa trên thế giới của Bảo tàng Cà phê Thế giới Jansburg. Một trong những điểm du lịch đặc sắc của thành phố Hamburg, Đức, suốt 3 năm kiên quyết theo đuổi đến mục tiêu. Với sở hữu số hiện vật của bảo tàng cà phê, Chủ tịch Vũ đã khiến Jansburg tin tưởng ông và gặp đúng người sống vì cà phê kế tục bảo tàng. Tháng 9 năm 2010, hơn 10.000 hiện vật bảo tàng cà phê của Jansburg đã được đưa về Việt Nam và được đưa về làng cà phê Trung Nguyên ở Buôn Mê Thuột, thủ phủ cà phê. Tôi hoàn toàn tin tưởng khi chuyển giao lại đứa con của mình cho Trung Nguyên, vì tôi muốn đóng góp một phần của mình vào việc xây dựng, hình thành nên một thủ phủ cà phê toàn cầu được xây dựng tại Việt Nam. Đây là sự đóng góp thiết thực và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình, Jansburg.